Khổng Tử: nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu. Kính thưa quý vị, hiếu thuận có phải chỉ là nghe lời cha mẹ, làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng, nuôi cha mẹ không? Trong Luận Ngữ có ghi lại đáp án thế nào là hiếu trên nhiều phương diện. Từ đó thì chúng ta có thể hiểu được nội hàm sâu rộng hơn. Hiếu hay hiếu đạo, hiếu thuận là hành vi được các nhà nho truyền thống đề xướng, là nội dung cốt lõi trong nền văn hóa truyền thống Á Đông. Cái gốc và khởi điểm của chữ nhân trong nhân từ chính là hiếu đễ. Bách Thiện Hiếu Vi Tiên đã phản ánh được rằng các dân tộc Á Đông vô cùng coi trọng chữ hiếu. Hiếu là không vi phạm. Mạnh Ý Tử hỏi về chữ hiếu, Khổng Tử đáp rằng đừng vi phạm. Học trò Phàm Trì đánh xe tới, Khổng Tử nói với ông ta rằng: Mạnh Tôn Thị hỏi ta như thế nào là tận hiếu, ta trả lời rằng đừng vi phạm. Phàm Trì hỏi: Ngài đang nói là ý gì? Khổng Tử đáp: Khi cha mẹ còn sống, hãy phụng dưỡng theo lễ chế. Sau khi họ mất, cũng phải chôn cất theo lễ chế, phải tế tự theo lễ chế. Hóa ra, vi phạm là chỉ việc vi phạm lễ chế, chứ không phải là chống lại lịch cha. Ngược lại, Khổng Tử cho rằng nếu cha mẹ làm sai, con cái cũng cần đề xuất ý kiến chỉnh sửa lại, chỉ là tuân theo một số nguyên tắc. Trong Lý Nhân Luận Ngữ chép lại rằng, Khổng Tử nói: Sư phụ mẫu kỷ gián, kiến trí bất đồng, hữu kính bất vi, lao nghi bất oán. Khi hầu hạ cha mẹ, nếu cha mẹ có chỗ không đúng thì phải nhẹ nhàng khuyên can. Khi ý kiến của mình đã được biểu đạt mà thấy tâm cha mẹ không muốn nghe theo thì vẫn phải cung kính với họ, không được đối kháng, lo lắng thay cho cha mẹ chứ không phải oán hận. Hiếu là tuân theo lễ chứ không chỉ là biết vâng lời. Xem ra Khổng Tử căn bản không để tâm tới việc có nghe lời hay không. Vậy điều ông để tâm là gì? Tận hiếu bất oán. Tử Hạ hỏi Khổng Tử về chữ hiếu. Khổng Tử nói: Con cái có thể giữ được nét mặt an hòa, vui vẻ là điều khó nhất. Khi có việc phải làm, người trẻ làm thay. Khi có đồ ăn thức uống, người lớn tuổi ăn trước. Lẽ nào như vậy chưa thể được coi là hiếu ư? Hiếu trước tiên thể hiện qua thái độ cung kính và vui vẻ. Đương nhiên hành động cũng phải có. Ví như trong truyền thống của các dân tộc Á Đông thì tôn trọng bề trên. Thức ăn đồ uống ngon thì mời họ ăn trước, uống trước. Phụng dưỡng cha mẹ lại càng là nghĩa vụ cần có của mỗi người. Ngay cả việc nuôi dưỡng cha mẹ cũng không nuôi thì còn nói gì tới chữ hiếu. Nhưng nếu chỉ như vậy đã được gọi là hiếu chưa? Dùng kính mà tận hiếu. Tử Du hỏi Khổng Tử về chữ hiếu. Khổng Tử nói: Chữ hiếu bây giờ được hiểu là có thể nuôi dưỡng cha mẹ, nhưng ngay cả chó và ngựa cũng đều phải nuôi dưỡng. Nếu thiếu đi sự kính trọng thì sao có thể phân biệt hai việc đó đây? Khi đối với cha mẹ có thể cung kính mà vui vẻ mới là tận hiếu. Chữ kính nhấn mạnh việc không để xảy ra sơ suất dù rất nhỏ. Phụng dưỡng cha mẹ già xuất phát từ nội tâm, với khuôn mặt vui vẻ mới có thể nói là hiếu. Làm được ba điều: không vi phạm, bất oán và kính trên, chẳng phải đã giải thích một cách toàn diện về chữ hiếu rồi sao? Cha mẹ chỉ phải lo lắng về bệnh tật của con cái. Mạnh Vũ Bá thỉnh giáo Khổng Tử thế nào là hiếu. Khổng Tử nói: Khiến cha mẹ chỉ phải lo lắng về bệnh tật của con cái. Nói một cách khác, lòng hiếu thuận lớn nhất của con cái chính là để cha mẹ có thể yên tâm về mình trên mọi phương diện. Bởi vì những phương diện khác đều biểu hiện rất tốt, nên cha mẹ chỉ phải lo lắng về vấn đề sức khỏe của họ. Bởi lẽ đời người sinh lão bệnh tử là lẽ tất nhiên, không ai có thể thoát khỏi vòng sinh tử này. Không khiến cha mẹ nhọc lòng âu lo chính là hiếu. Nếu một người hành vi đoan chính, phẩm chất đạo đức tốt, không đi theo bất cứ oai môn tà đạo nào thì đã có thể khiến cha mẹ họ mười phần yên tâm. Đây cũng chính là hiếu.
Đừng nghe đàn ông thương mồm. Để biết họ yêu thật lòng hay không, hãy nhìn ngay vào điểm này khắc rõ. Kính thưa quý vị, chỉ cần nhìn vào những điểm này, bạn sẽ biết chàng yêu thương mình thật lòng hay chỉ thương mồm. Luôn dỗ dành vợ. Đàn ông thương vợ, không cần biết vợ khóc vì điều gì. Chỉ cần vợ rơi nước mắt thì chắc chắn sẽ là người dỗ cô ấy nín. Người phụ nữ của mình không ở bên cô ấy khi đau lòng thì còn làm chồng được không? Chẳng lẽ lại đợi người khác tới lau nước mắt cho cô ấy? Vợ mình có vui hay hạnh phúc cũng phải cùng mình sẻ chia. Ưu tiên vợ hơn bản thân. Chồng bạn thích đưa bạn đi ăn chỗ anh ấy thích, hay là luôn hỏi ý kiến xem bạn muốn ăn gì. Chồng sẽ mua những món đồ bạn ưng hay những món đồ mà anh ấy cho là hợp lý. Trả lời được câu này thì vợ cũng biết được là chồng yêu hay là không yêu mình rồi đấy. Là con người, ai chẳng có ít nhiều ích kỷ, nhưng anh ấy có thể tình nguyện vứt bỏ cái tôi, ném lại những ham muốn của bản thân để ưu tiên vợ, để khiến vợ vui lòng, thì đó chính là người đàn ông rất trân trọng, yêu thương vợ đấy. Luôn thể hiện yêu thương với vợ. Đàn ông thương vợ, không ngần ngại nắm tay vợ, thể hiện yêu thương với vợ để mọi người thấy. Vợ mình thương, mình muốn khoe vợ thì có sao? Không bao giờ ép vợ thay đổi. Đàn ông yêu vợ sẽ không bao giờ cố gắng thay đổi vợ cho vừa ý mình. Bởi anh ấy yêu chính con người vợ, yêu tất cả những gì là nguyên bản của vợ. Anh ấy không muốn khi ở bên cạnh chồng mà vợ không được còn là chính mình. Anh ấy luôn để vợ tự do được thể hiện, được tự do làm những điều vợ thích. Anh ấy không cấm đoán, luôn tôn trọng công việc, bạn bè, người thân của vợ. Anh ấy muốn vợ cảm thấy ở bên chồng chính là hạnh phúc, là bình yên. Luôn sẵn sàng nhận sai, không bao giờ muốn vợ buồn. Yêu vợ nên là anh ấy không bao giờ muốn vợ buồn tủi thân. Vì thế, mỗi khi xảy ra tranh cãi hay bản thân làm vợ giận, chồng sẽ sẵn sàng chủ động thừa nhận lỗi lầm. Thậm chí, lắm khi anh ấy không phải người gây ra lỗi. Đơn giản vì anh ấy muốn vợ nhận ra sự chân thành, tình yêu của mình. Anh ấy muốn hôn nhân luôn thật vui vẻ, thuận hòa. Anh ấy muốn dùng sự bao dung, dịu dàng của mình để vợ cảm thấy được yêu, cảm thấy hạnh phúc. Vậy mới nói, phụ nữ lấy đúng người, vốn là không cần trưởng thành là thế.